Cái gì đây? Anh làm thử video về Badum đi à? Ok luôn em ơi, lên cho em quả video Badum rank chiến tướng nha. Game này thì tôi ở slot thứ 5 nên là Badum khá thích hợp trong game đấu này. Địa giam chắc chắn sẽ khiến cho Florentino không thể được múa. Trong khi đó chiêu 3 của Imbred cũng khá là vô dụng trước cái chiêu cuối này, mà lại còn Van Hen cộng Ignis không phải chất tướng cơ động. Bảng ngọc cũng như lối trang bị của Badum cũng giống như các chất tướng hỗ trợ khác thôi. Nhưng bắt buộc game này sẽ phải lên khiên huyền thoại nha, bởi rõ ràng đội hình bên kia có khả năng càn rất là tốt. Vậy nên là với giá trị 20% hồi chiêu đến từ khiên huyền thoại sẽ khiến địa giam được hồi nhanh hơn. Khởi đầu game đấu cũng giống như các video trước thì mình sẽ lên giày. Sau khi di chuyển có chữ L sẽ bán giày lên đồ trợ thủ, đừng có quên nha, không là ảnh hưởng đến kinh nghiệm của mid lắm. Drac cũng như Ignis, hai chất tướng pháp sư này cần lên cấp độ 2 sớm để có thể spam một chuỗi chiêu thức hiệu quả hơn. Tôi sẽ chủ động gây áp lực sớm ở đầu trận vì sát thương cũng như khống chế đến từ vật tổ vỗ tất cũng khá là khó chịu. Với việc tạo khoảng trống cho Drac lên cấp độ 2 sớm hơn thì đương nhiên là anh em cũng thấy rồi, chắc chắn là Ignis sẽ bị lỗ máu. Trên màn hình loát trận thì mình check được Ibernet game này cầm bộc phá, nên là nếu như đến ngưỡng máu bộc phá có thể dứt điểm thì bắt buộc phải bung tốc biến. Ông support bên kia bị hớ, sau đó là đương nhiên rồi, chiến công đầu dành cho Drac. Lợi thế về việc chiến công đầu khiến cho Drac quyết định AFK thêm vài phút. Coi như là chấp đi, nhưng mà không sao nha. Mất mid thì mất rồng là điều hiển nhiên thôi. Tình huống này thì team mình giao tranh thua và Nakroth phải lên bảng điểm số. Tầm này xuống cũng không còn kịp nữa nên mình sẽ quyết định đứng ở đây nha. Đương nhiên là nếu như mình di chuyển xuống thì họ sẽ lùi lại, còn nếu như mình không xuống thì họ sẽ tự đến chỗ mình. Cái này chuẩn chưa? Mọi người thấy không, có rất nhiều cách để thể cân bằng lại được lợi thế. Anh em nào thấy hay và hiệu quả hãy nhớ bấm like và subscribe dành cho kênh Hago nha. Tình huống này thì Flo xuống đép trụ dưới nên mình sẽ quyết định dắt bạn đi một đoạn đường. Mặc dù chiêu cũng chả còn đâu nhưng mà trêu một tí cũng được. Sau đó khi Flo phải đép lính dưới thì chúng mình đã có được con tà thần. Violet bị bắt bởi Aoi, cái này thì không thể tránh được vì mình không phải lúc nào cũng kề kề cạnh AD. Mặc dù đến hơi muộn nhưng có vẻ như Aoi không còn long chảo nữa. Cái trick ở đây là đi sát vào Aoi để khiến cho bạn ấy không thể dùng chiêu 2 để chạy được, vẫn là một đổi một thôi. Cái điều quan trọng nhất để một game đấu nó trở nên dễ dàng hơn đó chính là hỗ trợ đường giữa kiểm soát cánh, nhưng quan trọng nhất là vẫn ở cái bụi cỏ này. Sử dụng tốc biến để mở giao tranh sau khi biết được rằng Ibernet đang farm lẻ ở phía trên, tuy là phải nằm xuống nhưng địa giam lại đến được người cần tìm. Tình huống này cũng vậy, sau lưng gỗ xưa mình không biết có ai nên là cũng khá cẩn thận khi đi vào cái bụi này, nhưng mà chắc là sau lưng bạn ấy không có ai thật nên là cũng chủ động nhường lại khu vực bụi này cho mình. Sau một khoảng thời gian thì bạn ấy đang nghĩ rằng mình bỏ đi nơi khác, nhưng mà sao phải thế đúng không anh em? Tình hình của Ibernet lúc này như một chiếc đồng hồ hỏng vậy, vì hiện giờ không còn ổn rồi. Một số trick cho anh em chưa biết là trong các tình huống công trụ như thế này, việc tạo áp lực lên đối phương để đồng đội có thể dễ dàng lấy đi công trình vô cùng quan trọng. Anh em cứ đặt bản thân vào vị trí của đối phương thì anh em sẽ hiểu. Bản thân tôi cũng không có ý định giao tranh vì chiêu làm gì còn nữa đâu, nhưng mà nếu cứ đi kiểu vậy tự khắc đối thủ sẽ sợ và không thể tiến lên để phòng thủ được. Sau đó thì team mình sẽ rút về để ăn mục tiêu lớn. Các ông cứ chơi theo kiểu là bạn đi lên thì mình lùi, bạn lùi thì mình lại tiến. Đấy, kiểu khó chịu. Thế là team mình ăn được mục tiêu rồi. Trước đây thì địa ra là một chiêu thức định hướng, nhưng bây giờ nó thay đổi trở thành một chiêu chỉ thẳng đầu. Tình huống này thì đầu tiên mình phải che long chảo dành cho Drac, tiếp theo sẽ là địa ra và Badum, thì đương nhiên là Ignis phải lùi về nếu như không muốn bị chôn chung với địa giam. Trong các trường hợp mà team mình giao tranh thắng hoặc là thua, nếu như mà đến không kịp thì nên ở lại để giữ một lượng tầm nhìn đủ lớn để xem là bên kia có cử người xuống đánh tiếp hay là không. Tốc biến là phép bổ trợ rất quan trọng đối với các chất tướng thiếu cơ động. Mấy cái thằng mà thích ngó như này thì tặng cho nó cái địa giam nha. Team mình đang lấy trụ hai, anh em cứ đi lên ngó như này thôi là mấy anh em bên kia quay đầu hết. Anh em có xem cái tình huống vừa rồi không? Ignis với Van Hen không có tốc biến nữa, đó chính là một lợi thế khá là lớn. Sau khi mà chúng mình ăn được con tàng thần phút thứ 15 này, nhiều anh em hỏi là không có mấy con tàng hình như Queenland hay là Ngộ Không tại sao lại ma nhãn. Điều đầu tiên nó cấp lượng tầm nhìn rất là lớn, thứ hai chính là khả năng làm chậm và gây thêm sát thương theo phần trăm máu nha. Một phút trước đó đã Ignis mất tốc rồi thì lấy gì mà chạy được ở pha này, đúng không anh em? Game đấu kết thúc ở đây. Vậy anh em nghĩ sao về Badum ở thời điểm hiện tại? Nhắc một lần nữa là nếu thấy video mình hay hãy nhớ bấm like và subscribe dành cho kênh Hago nha. Ý kiến anh em như nào hãy để lại bình luận.